Mình tên là Nguyễn Hoàng Tôn, năm nay mình 24 tuổi và công việc hiện tại của mình là sáng tác, sản xuất âm nhạc. Và mình cũng là thành viên trong một nhóm nhạc tự do có tên là FB Boys. Mơ ước của Tôn đó là được đứng trên sân khấu và hát những ca khúc của mình cho khán giả nghe. Tôn sẽ tiếp tục thực hiện cái đam mê của mình dù cho kết quả có như thế nào. Khi mà nhận được cái phong thư thì cảm xúc của mình lúc đó thực sự rất là bất ngờ. Mình hy vọng cái việc nhận được phong thư này nó sẽ làm thay đổi vận mệnh của mình. Chú nghĩ thế nào về cái việc làm việc liên tục Hoàng Tôn? Thì bận rất nhiều việc. Thế rồi cháu mình sản xuất âm nhạc cùng với một số bạn bè. Rồi anh còn sáng tác nữa. Rồi anh còn học thanh nhạc. Và cái cường độ làm việc nó nhiều như thế là nhà cũng lo. Nhưng mà tôi là người ủng hộ rất là nhiệt tình. Được sự ủng hộ của gia đình thì là điều tuyệt vời rồi. Còn bây giờ thì chú cháu mình sẽ ở đây để chuẩn bị là cổ vũ cho Hoàng Tôn. Ủng hộ Hoàng nhé. Ủng hộ. Ok. Vậy là sắp tới giờ phải ra đối mặt với 4 huấn luyện viên rồi. Dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng hy vọng là sẽ tạo được một cái dấu ấn gì đó trong lòng khán giả. Đó là điều quan trọng nhất đối với mình. Kể từ khi người đi, mùa đông càng rét thêm, cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em. Anh vẫn luôn nhớ về từng lời ta cùng nhau ước thề. Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan, để mình anh hòa theo từng làn gió miên man, lang thang nơi đó. Nơi yên vui này đã mãi xa một người, chỉ còn nỗi nhớ đành lạc loài trở về như cánh én mà nơi phương nào. Và rồi người ra đi trong cơn tiếc không nghĩ gì, để lại hoen đôi mi anh cần chi những ngoài nghĩ khi em không trở lại. Chỉ còn lại đôi vai trong cơn mưa không có ai, lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai. Em không quay về vì em không quay về. Người ra đi để cho lòng anh thêm đau, phải làm sao để anh quên đi được em. Người yêu dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Tôn ạ. Chị sẽ lập tức nhớ tên em bởi vì em chính là giọng ca mà chị đợi từ đầu đến giờ. Bài hát vừa rồi của ai sáng tác hả em? Bài đó là một bài hát của em sáng tác ạ. Của em sáng tác luôn? Giọng hát của em thực sự đã thuyết phục chị. Mà chị không phải là một người dễ tính. Chị rất là thích phần biểu diễn vừa rồi của em. Lúc nào cũng khoe khó tính, không biết để làm gì cơ chứ. Nhạc sĩ là phải về với nhạc sĩ. Làm việc với nhau nó mới dễ. Thì anh muốn có lời khen với cái tác phẩm của em. Đấy là một cái tác phẩm có một cái phong cách rất là rõ ràng. Và đặc biệt hơn, nó lại rất là phù hợp với cái giọng hát của em, và dường như hai thứ nó không thể tách rời được. Giọng hát của em dày này, hay này. Riêng đến đoạn cuối khi mà em lên cái nốt cao cuối cùng ấy, thì em chưa chủ động được cái nốt mà chính mình viết ra. Thế thì cái này nó là sở trường của chị ấy. Đang hát live, đang thu âm, người ta sửa đi sửa lại một bao nhiêu lần. Thành ra là em hát có chênh một chút ở trên sân khấu, đấy là điều bình thường. Điều quan trọng nhất là em đã mang lại cảm xúc cho chị. Vâng. Không biết chị khó tính tới đâu mà tự nhiên chênh chị lại bảo là bình thường.
quá bình thường. Chứ còn riêng với Hồng Nhung thì vô cùng dễ tính, nhưng mà đã đi với Hồng Nhung rồi thì thấp cũng vậy, cao cũng thế, không có chuyện chênh. Thật ra thì bản thân tôi quay lại thì nhận ra người quen. Thứ nhất là cậu bé này có rất là nhiều những bài hát mà các ca sĩ đã trình bày và đã thành hit. Và bản thân tôi cũng đã có một lần hợp tác với cậu bé này trong cái video clip Tình Yêu Online. Đó. Thật sự là lúc anh chưa nghe em hát, chỉ mời em đóng clip với anh thôi. Đó, nhưng mà cái bài hát của em vừa rồi rất thuyết phục, rất văn minh. Bây giờ mà đi theo Đàm Vĩnh Hưng là chỉ đóng clip thôi. Anh cũng muốn nói với em rằng là anh bấm nút để quay trở lại đây như một lời khen ngợi, một sự ngưỡng mộ dành cho em. Còn ai giành giật em thì cứ ra tay đi. Em biết ở đất Sài Gòn này ai là nhiều cơ hội nhất mà. Anh lại bổn cũ soạn lại rồi. Dạ, lời đầu tiên thì em xin phép được cảm ơn bốn huấn luyện viên đã dành những lời khen cho em. Em cũng không ngờ là mình được bốn huấn luyện viên yêu ái đến như vậy ạ. À, còn em quyết định thế nào là quyền của em. Mừng quý khán giả đang quay trở lại với dòng hát Việt 2013. Không, người ra đi để cho lòng anh thêm đau. Phải làm sao để anh quên đi được em, người yêu em. Đã đi với Hồng Nhung rồi thì thấp cũng vậy, cao cũng thế, không có chuyện chênh. Em chính là giọng cam chỉ đợi từ đầu đến giờ. Em biết ở đất Sài Gòn này ai là nhiều cơ hội nhất mà. Để làm cho nó hoàn hảo hơn thì về với anh. Thực sự cái lựa chọn này nó rất là khó khăn với em. Em quyết định chọn chị Mỹ Linh ạ. Chưa bao giờ thấy Mỹ Linh chạy, hôm nay thấy vậy rồi, xấu như sợ luôn. Chúc mừng Mỹ Linh. Mình thực sự rất là vui mừng bởi vì đây chính là giọng ca mà mình tìm kiếm. Không thể nói hết được cái niềm vui của mình khi mà bạn ấy nói rằng là bạn sẽ chọn về đội của Mỹ Linh. Và Linh tin rằng khả năng bạn ấy giành chiến thắng trong cuộc thi giọng hát Việt năm nay rất là lớn. Đêm thi thứ hai của vòng giống mặt kết thúc với nhiều cảm xúc và nhiều điều bất ngờ. Kết thúc đêm thi, huấn luyện viên Mỹ Linh đại thắng khi mang về cho đội của mình 6 giọng ca tuyệt vời. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và huấn luyện viên Quốc Trung đang tăng tốc trong cuộc chạy đua giành giật thí sinh. Trong đêm nay, cả hai huấn luyện viên đều có thêm 3 thành viên mới vào đội. Huấn luyện viên Hồng Nhung vẫn bản lĩnh và tự tin dù cán đích tập này chỉ với 2 giọng ca. Khán giả có thể xem lại phần trình diễn của các thí sinh bằng cách truy cập vào website